Chào bạn, hôm nay chúng ta đến một tựa game giải đố siêu ánh não The Book Guy, hay gọi là Chú Bé Hộp. Ở trong trò chơi này các bạn sẽ vào vai một cái hộp, một cậu bé, với nhiệm vụ là phải tìm đến cái đích đến của mình. Chúng ta cùng vào cái game để hiểu rõ hơn trò chơi này. Chúng ta hãy chơi từ bàn 1. Đây, đây là cái hộp mà bạn phải vào vai, và đây là đích đến. Nhiệm vụ của bạn phải tìm đường để đưa cái hộp này đến cái đích này. Trong game này các bạn sẽ thấy có rất nhiều cái vật thể. Chẳng như đây, đây là những bức tường. Khi bạn đi vào bức tường này, bạn sẽ bị chặn lại, không thể đi qua được. Còn đây là băng. Khi bạn đi vào băng thì bạn bị trượt, và sẽ đi khi nào hết băng thì thôi. Chẳng như bàn này chúng ta đi sau, sang trái, xuống dưới, sang phải, đi lên, xong rồi sang trái là đến đích. Ở bán 2 này chúng ta sẽ xuất hiện những cái vật thể mới. Đây là nước. Nếu bạn đi vào nước thì bạn sẽ bị chết. Chẳng như đây, đi vào, chết ngay. Thế nên các bạn phải tìm đến đích, sao cho là phải tránh những cái nước này ra. Chúng ta hãy nhìn sau, lên trên, sang phải, xuống dưới, sang trái, đến đích. Ở bán 3 này xuất hiện ô trống. Khi đi vào ô trống các bạn sẽ bị dừng lại. Các bạn sẽ phải lợi dụng ô trống để đi vào đích, chẳng như đây. Các bạn đi sang trái sẽ đến đích. Nhưng nếu bạn không sử dụng nó hay sao, đương nhiên các bạn sẽ thua cuộc. Nếu không sử dụng ô trống thì sẽ không thể nào đến đích được. Nên cái ô trống này có tác dụng rất là quan trọng. Chúng ta chơi lại. Lên trên, sang trái. Ở bàn này sẽ có xuất hiện những cái vật thể mới, đó là những cái mũi tên. Những mũi tên này có tác dụng gì? Đơn giản là chúng sẽ thay đổi đường đi của cái hộp. Nếu bạn đang đi vào đây thì nó sẽ chuyển hướng thành đi sang trái, chẳng đi đây, đi vào đây. Sẽ thành sang trái và sẽ bị quay lại chỗ cũ. Chúng ta phải lợi dụng nó để tìm đường đến cái đích của mình. Khi đi vào đây thì nó sẽ chuyển hướng thành đi lên, và đây lại chuyển hướng thành sang phải, và đi đây, đi lên trên sẽ đến đích. Ở bàn này sẽ có xuất hiện một cái gọi là cổng di chuyển. Chức năng của nó khá là thú vị. Khi bạn đi vào cổng di chuyển này thì bạn sẽ bị nhảy đến cổng di chuyển còn lại. Và đương nhiên đi vào đây sẽ bị di chuyển đến đây. Tuy nhiên hướng đi của bạn sẽ được giữ nguyên. Chẳng hạn tôi đi sang phải. Nếu đi sang phải thì nó sẽ đi vào đây và sẽ xuất hiện ở đây. Sau đó lại đi sang phải tiếp và sẽ kết thúc ở đây. Như vậy, nếu đi sang trái thì sao? Sẽ xuất hiện ở đây và sẽ đi sang đây. Như vậy thôi. Tuy nhiên chúng ta đã thua rồi, nên chúng ta phải chơi lại thôi. Thực ra bàn này phải đi như sau: xuống dưới, sang phải, đi lên. Khi đi lên thì các bạn sẽ xuất hiện ở đây và đi lên tiếp nên sẽ đi đến đích. Những cái bàn vừa nãy chỉ là hướng dẫn, nên bây giờ chúng ta hãy chơi thử những cái bàn ở mức độ cao hơn. Có những bàn có thể xuất hiện những cái vật thể mà có lẽ là không có tác dụng gì, đơn giản là chỉ để đánh lừa bạn thôi, nên các bạn cần phải đề phòng chúng. Chẳng như bàn này bạn nhìn thấy những cái ô trống, nên có thể các bạn sẽ tò mò đi vào. Chúng ta đi vào thử xem. Nhưng tuy nhiên nếu bạn đi vào đây thì các bạn đã thua cuộc. Bạn đã không thể đi sang đích được. Cần phải chơi lại. Thực ra bàn này phải đi sang phải. Chúng ta không cần phải dùng cái ô trống làm gì. Cái ô trống chỉ có tác dụng đánh lừa bạn thôi. Ở bàn này các bạn thấy xuất hiện rất nhiều những cái mũi tên. Có thể đi vào thử xem sao. Các bạn đã bị mắc vào một cái vòng xoáy và không bao giờ kết thúc. Đương nhiên là bạn đã thua cuộc rồi. Đương nhiên cái mũi tên này cũng vậy. Nếu bạn đi vào đây cũng bị mắc vào cái vòng xoáy vào đấy, cũng thua cuộc. Thực ra bàn này các bạn phải tránh toàn bộ những cái mũi tên ra. Những cái mũi tên chỉ có tác dụng là đánh lừa mà thôi. Ở bàn này các bạn thấy có những cái cổng di chuyển. Những cái cổng di chuyển có tác dụng khá là thú vị. Ở bàn này chúng ta phải sử dụng nó khá nhiều lần mới có thể đến đích được. Khá là thú vị. Ở bàn này thì sao? Rất nhiều mũi tên, trông khá là rắc rối. Chúng ta thử đi xem. Thử đi ô này trước xem. Mắc vào một vòng xoáy không bao giờ kết thúc, đương nhiên thua cuộc. Ô này thì sao? Cũng vậy. Ở ô này thì các bạn thấy cái mũi tên này, nên đương nhiên sẽ bị quay trở lại chỗ cũ thôi.
Ô này lại mắc vào vòng xoáy tiếp. Ô này sao? À đây, có lẽ đây là đích đến. Đúng rồi, đấy là đích đến. Vừa rồi thì chỉ có 12 bàn. Tuy nhiên thì sau này có thể mình sẽ xây dựng thêm những cái bàn phức tạp, thú vị hơn. Có thể xây dựng thêm những cái vật thể mới hay những bàn nó thú vị hơn. Có lẽ chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.